chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi đến các bạn. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm những video tô màu để gửi đến các bạn những sản phẩm do chính tay mình tạo ra. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày vui, cho nên mình sẽ tiếp tục làm những video tô màu để gửi đến các bạn đánh giá xem trình độ của mình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đằng sau các bạn đây đều là những sản phẩm do chính bàn tay của mình làm ra. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu và mình sẽ tô màu chú sóc béo. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu nâu. Tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh lá mạ. Mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Thank you.
Theo mình sẽ dùng màu xanh da trời. Vậy là mình em hoàn thành xong tôi mò 570 sao. Cảm ơn tất cả các bạn xem video. Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.